trời tính, không bằng trời tính mà được phát hả? Thì Suni không có đoán được nó sẽ như thế nào, tại vì đây là một loại hình rất là mới. Bình thường Suni có nghe đến podcast, có nghe đến phim, nhưng mà không chưa bao giờ nghe đến là một cái mix giữa với nhau, đó là một cái phim để nghe. Phim này là bộ phim được là theo làm theo một cái trường phái mới, đó là nghe phim không có xem hình. Thì sau khi nghe bộ phim đó thì đầu tiên phải chúc mừng ekip là Olysi đã hiểu được cái bộ phim đó, kịch bản muốn nói gì. Tuyệt vời. Khi mà Đạt được nghe các giọng của các bạn trẻ thì rất là tự nhiên. Thỉnh thoảng thì nghe những âm thanh nền của Sài Gòn nữa, anh cảm thấy rất là thú vị, bởi vì mình hình dung được mình đang đứng ở đâu, hình dung được nhân vật đang ở, đang làm gì, đang nói chuyện với ai và đang đứng ở khoảng cách như thế nào. Chi tiết đến nỗi mà lâu lâu mình thỉnh thoảng nghe thấy cái tiếng bánh mì nóng gì đó. Nhỏ xíu là nhưng mà rất là kỹ và rất là chi tiết. Các giọng này rất là tự nhiên. Và có lẽ là cho em làm nghề lâu á, em ngay từ đầu em đã biết được cái tính cách rõ ràng trong cái giọng nói này. Nhưng mà nó rất là tự nhiên, nó không có bị một cái yếu tố về phim ảnh diễn xuất gì ở trong đây. Ấn tượng nhất đó là nó tập trung vào cái giác quan nghe của mình. Tại bình thường Suni là một người rất là thích âm thanh, là về mặt visual thì Suni không có quá mạnh, nhưng mà rất là thích những cái gì nghe bằng tai. Và hôm nay khi được nghe phim như vậy thì cảm thấy là mình tập trung vào bộ phim rất nhiều. Mình tưởng tượng rất là nhiều, mình tưởng tượng cái không gian, tưởng tượng mọi thứ. Mà diễn viên mà lồng tiếng trong phim thì Nam cũng rất là bất ngờ. Tại vì Nam cũng không nghĩ là tại sao các bạn có thể hát hay mà nói lại cũng rất là hay như vậy. Chạy đâu thoa ta da 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 da. Hai bài hay, bài rõ ràng là rất hay. Và có những cái bài hát cũ, thậm chí có bài hát của Nam trong đó luôn, bài Từ Giác Đi trong đó luôn. Nhưng mà Nam phải công nhận là ekip làm nhạc rất hay. Rất là ngạc nhiên đó, nó giống như là mình đã được xem một phim mà mình tắt hình thôi. Phim điện ảnh chất lượng rất là tốt. Em nghĩ âm nhạc cũng hay lắm. Cảm ơn mọi người. Đây là một cách chơi chữ của đạo diễn Nguyễn Hải Phong, và chắc chắn là nó sẽ được đồng thuận từ tất cả ekip. Nó giống như kiểu yêu không yêu thì yêu vậy đó. Các bạn cũng không hiểu yêu không yêu thì yêu là gì, thì bây giờ trời tính không bằng trời tính, nó cũng là như thế. Có lẽ là nói chung đấy là toàn bộ tâm huyết của mọi người dồn vô trong đó. Và đó là không phải là những người đã rất giỏi, mà là những người rất trẻ và chưa làm gì bao giờ, chưa được thừa nhận bao giờ. Thì hy vọng là mọi người ủng hộ các bạn trẻ đó. Thì tại sao mình lại chưa có được đón nhận nhiều? Vậy thì ai là người đi đầu, ai là tiên phong, ai là làm, ai là chịu thất bại đây? Thì ở Việt Nam thì em hy vọng rằng là podcast là một cái gì đó rất là mới để tạo nên một cái thứ. Nó không chỉ là podcast, gọi là one man for everything, nghĩa là một người có thể nói rồi cũng có thể post được thành một cái show. Nhưng em muốn tạo ra một cái nội dung nó chất lượng cao hơn, nó high quality hơn, mà nó có nhiều chất xám hơn, nó có nhiều sự sáng tạo hơn, mà đó sẽ truyền cảm hứng nhiều hơn cho những người còn đang. Và nên nhớ đây là ekip Việt Nam lần đầu tiên tại Việt Nam, lần đầu tiên mà các bạn được trải nghiệm bộ phim đó. Chắc chắn, tôi tin chắc chắn rằng các bạn sẽ có những trải nghiệm giống tôi. Xin mời chị Hà My nhận nước ạ. Hà My. Chị Hà My, một ly frappuccino ạ. Đi đâu mà cái tên này à? Lịch trình của Khôi đều tăm tắp, hành tung y như ninja vậy đó. Cứ đúng 11:30 tối thứ bảy là Khôi vô một phòng chiếu đặc biệt ở quận 7, ngồi đúng ghế cố định luôn. Cuộc săn tìm nhà sản xuất chuyên nghiệp của một nhóm nhạc nghiệp dư. Ủa, Hà My. Anh Khôi, gì trùng hợp vậy? Ủa, anh cũng hay coi phim đây hả? Anh thích coi phim một mình. Ê, cướp điện nguyên một khu luôn. Phim âm nhạc đầu tiên không sử dụng hình ảnh. Em tên Hà My, anh nhớ chưa? 2020 rồi mà không thèm online, không bộ bịch, không cái cú gì hết. Còn mọi kỳ cục, thợ săn phải biến thái. Xin chúc mừng nhóm Honey Bee. Một kế hoạch hoàn hảo tưởng như trời tính. Làm việc thì cộc cằn, cư xử cơ bản như con gái cũng không biết nữa. Giỏi thì để làm gì? Sống gì sống với dế đi. Muốn ngồi đây thì trật tự để người khác làm việc. Nhưng trời tính cũng không bằng. Ra ngoài, xin mời. Trời tính. Nói một lời, hà như đưa nhau, buồn thì cứ khóc.
chẳng cần giấu, ngược vào trong, vào trong, nói một lời. Em. Dạ. Bài này ai viết? Em. Thì bỏ đi. Ơ. Câu chuyện âm nhạc của những người trẻ. Châu. Ê. Gì? Dưới nhà có hai con chó, sủa dữ lắm. Nhưng mà yên tâm, em thì nó không cắn đâu. À, tức quá đi mà. Anh và em là hot dog, cắn nóng là con hay cắn người. Anh thì bóc đầu sóc ốc, xem hai đôi khi cũng chán cười. Chạy đâu thoát, phận duyên đã sắp đặt hết cả rồi. Chạy đâu thoát, trời kêu chúng ta thành đôi, thế nên là chạy đâu thoát. Khi số đã ăn bài và mình coi vậy mà dính nhau. Trời xui nên chạy không thoát đâu. Nghe phim Trời tính không bằng trời tính, 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 24 tháng 10 năm 2020 trên Voice FM, YouTube, Spotify, Apple Music. Duyên tới thôi cào nhau, trời tính chứ em có tính đâu. À, bài và thế là hết á. Tông nào em? À, tông chi lý. Gì?